Chào tất cả các anh chị, trong video trước chúng ta đã đề cập đến độ tuổi 4 đến 6 tuổi như một giai đoạn vàng để trẻ học ngôn ngữ, học ngoại ngữ rồi. Vậy thì cụ thể đối với học sinh từ 4 đến 6 tuổi, các bạn sẽ học tập với FutureLang như thế nào? Các bạn sẽ học ngôn ngữ như thế nào để hiệu quả nhất? Trong video ngày hôm nay, em sẽ chia sẻ với tất cả các anh chị. Ở độ tuổi này thì các bạn ăn lớn hơn một chút rồi, không còn từ 3 đến 4 nữa, từ 4 đến 6 rồi, bắt đầu hình thành ý thức hơn một chút rồi. Nên là các bạn có cái năng lực, khả năng ngồi yên lâu hơn. Thế nên là ban đầu khi con bắt đầu học thì tập trung được khoảng tầm 5 đến 15 phút. Nên là trong một lần học, ban đầu các anh chị cũng chỉ cần cho con học như vậy thôi. Nhưng mà quan trọng là học đều đặn hàng ngày. Và khi mà con học đều đặn hàng ngày thì con sẽ hình thành được thói quen tốt. Và dần dần thì các anh chị có thể thưởng thêm cho con, tăng cái thời lượng lên từ 15 đến 20 phút. Thưởng thêm cho con xem video xong thì được thưởng là chơi trò chơi. Cả những cái trò chơi tương tác trong khóa học thần đồng tiếng Anh từ 4 đến 6 tuổi dành cho độ tuổi mẫu giáo lớn này đều rất phù hợp để giúp con có thể củng cố tốt cái năng lực, đó là năng lực phản xạ nghe hiểu và phản xạ nắm bắt được hình ảnh, mặt chữ, âm thanh của các cái kiến thức mà các con học trong chủ đề của mình. Hoặc là nếu mà nhiều hơn nữa, bạn nào mà thực sự có cái khả năng tập trung hơn nữa thì các anh chị thêm 5 đến 10 phút nữa cho con tham gia phần luyện nói, phần luyện tập phát âm và luyện nói sau bài học của mình. Ở độ tuổi này là các bạn đã có thể có năng lực là ngồi thử nói xem là áp và chấm đúng hay sai rồi, đúng không ạ? Để mình còn biết là mình có nói đúng cái từ này hay không. Trên ứng dụng và FutureLang chúng em đã đặc biệt thiết kế các bài tập luyện phát âm từ và luyện nói mẫu câu trong khóa học thần đồng tiếng Anh từ 4 đến 6 tuổi để giúp cho các con có thể luyện phản xạ nghe và nhắc lại một cách chính xác và y hệt. Rất là may mắn rằng trong độ tuổi này thì não bộ các con còn có thể phản xạ và bắt chước y hệt, nên năng lực để các con có thể nghe và nói theo một vài lần đã chính xác thì cao hơn ở những độ tuổi cao rất là nhiều, thậm chí là cao hơn từ 80 đến 100% theo nghiên cứu khoa học. Vì thế, nếu như bạn nào ban đầu bạn nói 1-2 lần đúng thì bà mẹ hãy khích lệ con. Còn nếu như mà bạn nói 5-6 lần vẫn chưa đúng thì bà mẹ nói rằng là con cần luyện tập nhiều hơn nữa, con có thể bỏ qua để quay lại luyện tập sau. Các bài học của khóa học thần đồng tiếng Anh giao tiếp từ 4-6 tuổi đều phù hợp với năng lực nắm bắt của độ tuổi này về mặt kiến thức, cũng như được thiết kế phù hợp và sở thích học tập của độ tuổi này thông qua hình ảnh, video, trò chơi, bài luyện tập phản xạ nghe nói. Và sắp tới đây các bạn sẽ được cập nhật thêm sơ đồ tư duy mind map để các bạn có thể nhìn vào sơ đồ và thuyết trình về chủ đề mà mình vừa học một cách rất là dễ dàng. Dog, a dog. Cat, a cat. Cat, a cat. Bài học được bố cục và gọn ghẽ giúp các bạn phát triển cả năng lực về tư vựng, về mẫu câu, luyện các phản xạ kỹ năng nghe nói và nắm bắt được hình ảnh, âm thanh, mặt chữ, mặt câu. Và vì thế thì không phải là mẫu giáo không học câu các anh chị nhé. Mẫu giáo vẫn được học các mẫu câu cơ bản rất là cần thiết trong suốt cái quá trình để các bạn có thể tích lũy cho cái tiền đề cấp độ tiểu học. Bởi vì rõ ràng rằng lên cấp độ tiểu học là các bạn tiếp xúc với câu rồi. Nếu như mẫu giáo các bạn chỉ học từ vựng đơn thôi thì lại hơi nguy hiểm. Lên đến cấp độ tiểu học mà bước vào học cấp độ câu là các bạn sẽ bị choáng ngợp. Và vì vậy thì khóa học thần đồng tiếng Anh giao tiếp từ 4 đến 6 tuổi với 50 chủ đề xuyên suốt, các chủ đề thân thuộc trong đời sống hàng ngày, phù hợp với các em và phát triển với phương pháp phù hợp với năng lực nắm bắt của học sinh, sẽ hoàn toàn giúp các em có được nền tảng vô cùng vững chắc, thậm chí có thể trang bị cả những kiến thức mà đến lớp 1 các bạn mới được học nữa. Nên là đây là một cái hành trang sớm cho học sinh mà ba mẹ nhất định sẽ cần phải cho con tham gia học tập. Và các anh chị hãy tự tin rằng dù cho con mình mạnh về não trái, logic, từ ngữ, hay mạnh về não phải, âm thanh, hình ảnh, sự sáng tạo, thì đối với FutureLang, các bạn cũng sẽ được học để phát triển toàn diện cả hai bán cầu não. Và vì vậy,
các bạn sẽ ghi nhớ sâu, ghi nhớ dễ dàng mà không cần nỗ lực. Các bạn có thể sao chép, sao chụp một cách rất đơn giản. Việc lặp đi lặp lại kiến thức thông qua bài học, thông qua trò chơi, thông qua các bài luyện tập nghe nói giúp cho các con đưa sâu kiến thức vào trong kiến thức và ghi nhớ cũng như phản xạ rất là tốt ngay từ độ tuổi từ 4 đến 6 tuổi. Và qua đó thì các con sẽ tự tin để có thể có hành trang vững chắc cho các cái cấp độ học cao hơn, đó là cấp độ học tiểu học. Xin cảm ơn tất cả các anh chị và xin hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong những phần chia sẻ tiếp theo về các cấp độ cao hơn.